Hôm nay mình sẽ ăn tiết canh với tương ớt nha mọi người nhé. Đây, đây là 6 bát tiết canh của mình. Mình sẽ ăn với tương ớt này. Giờ mời mọi người thưởng thức cùng mình nha. Canh chia rất cân à. Em thứ hai đây, nhiều hơn. Nhiều bữa ăn. Đi chơi được không? Đi đâu làm được? Ba chén. Bún đen. Mà cứ vòng vào. Ta khoan mày ăn đi. Bát thứ ba. Quay hắn. Cái đây. Cả. Ôi, còn cái này nữa mình sẽ không bỏ tương ớt nha mọi người nha. Bỏ tương ớt vô cay quá. Mang. Mình đã ăn hết 6 bát tiết canh các bạn. Với là tương ớt. Nó rất là cay. Wow. Thôi bây giờ mình kết thúc video mình ở đây nha mọi người nhé.